Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối hôm nay thì bên mình lại về được in mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thế các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm bên mình, các bạn có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì mình giới thiệu các bạn chiếc Samsung là Samsung hai con Samsung gì nhỉ? Con này là Samsung J7 Pro này, J7 Pro và con này Samsung là Samsung J7 cộng các bạn nhé. Đấy, hai Samsung này. Con này là Samsung J7 cộng này và Samsung J7 Pro. J7 cộng của con này thì hình thức máy còn 90% các bạn nhé. Con J7 cộng là thì máy còn 90% ạ. Con này thì là main zin, màn zin các bạn nhé. Con J7 cộng này các bạn cũng đã rõ rồi. Đây. Các bạn cũng đã rõ nhá. RAM của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này là bản công ty, hai SIM hai chóng. Đây, con Samsung J7 cộng màu gold này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, J7 cộng màu gold bên mình đang bán với giá là 2 triệu đồng các bạn nhá. Đây, con này thì 2 triệu đồng nhá. Và đây là con Samsung J7 Pro. J7 Pro thì con này cấu hình của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này cũng là bản công ty, hai SIM hai sóng các bạn nhé. Con này cũng là bản công ty, hai SIM hai sóng J7 Pro đấy ạ. Đấy. Con này là bản công ty hai SIM hai sóng, hình thức máy cũng còn 90%. Con J7 Pro này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.900.000 nhé. Con này hôm nay mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.900.000 nhé. Main zin, màn zin nhá, nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. 1.900.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro, J7 cộng thì các bạn liên hệ mình sớm nhất nhé. Đấy. Buổi tối ngày hôm nay thì mình về mấy con nhằng nhằng thôi. Đấy, iPhone. iPhone thì hôm nay mình vừa mới thâu lại con này của khách xong. Này. Con này là iPhone 6 thường này. 6 thường con này là bản 64GB các bạn nhá. iPhone 6 thường con này là bản 64GB. Này. Pin còn mới nhá. Con này khách cũng đã pin thay mới 100% này. iPhone 6 thường 64GB. Con này thì máy màu gray các bạn nhé. Này. Màu gray. Con này hôm nay vừa mới thâu của khách xong. Con màu gray này hôm nay thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 1.700.000 các bạn nhé. Đấy, iPhone 6 thường 64GB. Bên mình đang bán cho bạn giá là 1.700.000, pin mới là 100%. Con này thì vân chân vân tay thì đủ nhá. Nên là các bạn dùng thì cứ ok, tuyệt vời các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 thường thì các bạn nhà hàng thì sớm nhất nhá. Đó, 6 thường 64GB. Bên mình đang bán bạn giá là 1.700.000 nhá. Máy lướt qua sử dụng này rất là ok. Lót 5 thì hôm nay thì mình còn hai chiếc cuối cùng nhá. Này. Lót 5 nhà mình còn hai chiếc này. Một con này là con gì nhỉ? Con này là lót 5 này. Con này thì máy màu xanh đen nhá. Lót 5 này con này màu xanh đen. Và con này thì là màu gold này. Màu gold đấy. Con này màu gold này và con này màu xanh đen. Hai con này đều là màn đẹp, màn hình đẹp không ám ồ nhá. Lót 5 thì mình cũng nói sơ cua qua với các bạn luôn. Thì lót 5 thì màn hình của nó là 5.7 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K cộng các bạn nhé. Đều của hai con này đều là bản RAM 4GB. Bộ nhớ trong hai con này là 32GB nhé. RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB. Đấy, con lót 5 màu xanh đen này thì con này thì bên mình đang bán bạn giá là 2.1 triệu các bạn nhé. Đấy, 2.1 triệu, màn hình đẹp không ngả màu hay lưu ảnh gì các bạn nhé. 2.1 triệu các bạn nhé. Đấy. Và con này thì hơi bị trời nút hôm một tí. Bên mình đang bán bạn giá là 2 triệu đồng. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 5 này, tặng ông bà, bố mẹ, người thân thì các bạn đi thay hàng mình sớm nhất nhé. Rất là tuyệt vời đấy, Lót 5 màu gold đấy. Đấy. Con này thì là gì nhỉ? Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là đấy. 2 triệu nhé. Và con này là 2.1 triệu nhé. Hai con này đều là màn đẹp không ngả mố các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có báo giá trực tiếp. Thì các bạn ưng là sản phẩm mình, các bạn nhanh tay lên chiếc máy lên. Liên hệ trực tiếp của mình để đặt hàng nhé. Và đây là số chính mình thì cầm theo máy thường xuyên. Và đây là cửa trả hàng của mình. Các bạn nào gần có thể qua trực tiếp cửa hàng mình. Và ở xa thì bên mình có ship nhé. Ở xa thì bên mình có ship. Đấy. Đây.
Số này thì số phụ thì mình sẽ để cửa hàng, có lúc mình không nghe máy được, nhưng lúc mình không nghe máy được, nhưng mà số chính thì mình hay cầm theo người, thì các bạn có thể là gọi trực tiếp số chính giúp mình nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, các bạn ưng thì các bạn nhấc máy lên nhé. Và theo lời khuyên của mình thì các bạn nên mua hàng online không, thì các bạn thời điểm 2020 này thì nhà nước đang ủng hộ nên các bạn nên mua hàng online. Tại vì mình cũng mua hàng online chứ không phải là các bạn đâu. Thì các bạn cứ chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán giúp mình nhé. Mua hàng online giờ rất là sướng ạ. Thì lỗi người ta cũng đổ cho các bạn, cũng bảo hành cho các bạn, nên các bạn cứ yên tâm phải lo đâu. Tại vì online các bạn mua được rẻ hơn giá thực tế cửa hàng rất là nhiều. Tại vì online thì họ hay cạnh tranh, đâm là các bạn mua được những máy sản phẩm rẻ rất là nhiều, rất là ok nhé. Đó, và đây là con Oppo này. Tiếp theo là con Oppo F9 này. Đấy, F9 thì hôm nay mình vừa mới về con này xong. Con này thì thấy ngon quá. Đây, F9 hôm nay mình vừa mới thâu lại con này xong. Đây, Oppo F9 nhé. Oppo F9 hôm nay mình vừa mới về con này xong. Đấy là cái mã lạnh của Oppo đấy. Đây, Oppo F9 đấy. Hôm nay nhà mình vừa mới về con Oppo F9 này. Hình thức máy còn 90% các bạn nhé. Oppo F9 này, máy còn 90% ạ. Đấy. Rất là đẹp ạ. Đấy. Thì con này thì có cả cái ốp dẻo luôn các bạn nhé. Con này thì có cái ốp dẻo luôn. Oppo F9 này. Oppo F9 thì của nó là RAM là gì nhỉ? Đây, mình sẽ ở bào này. Đây. RAM của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì mình chưa chuyển về tiếng Việt nhé. Nó có tiếng Việt thì mình chưa chuyển về nhé. Còn Oppo F9 này thì bên mình đang bán bạn giá là 2.500.000 các bạn nhé. Oppo F9 này thì 2.500.000 đấy ạ. 2.500.000. Tặng kèm các bạn một cái ốp dẻo theo máy luôn các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F9 này, tặng ông bà, bố mẹ, người thân các bạn cái hàng thì sớm nhất nhá. Con này thì bên mình đang bán bạn giá là 2.500.000. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi được 1 tuần và bảo hành là 6 tháng, nên các bạn yên tâm và sử dụng nhé. Và tiếp đến là con iPhone 6S Plus. Hôm nay nhà mình vừa về con iPhone 6S Plus này. Đây, iPhone 6S Plus. Con này là bản 16GB. Con này là bản quốc tế 16GB nhé các bạn nhé. iPhone 6S Plus, con này là bản quốc tế 16GB. Con này thì mình cũng đã thay pin mới 100% cho các bạn nhé, nên các bạn yên tâm sử dụng nhé. Đấy, con 6S Plus này thì vân chân vân tay đủ. Con này thì main zin, màn zin. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Đây, 6S Plus đấy ạ. Đấy, main zin, màn zin. Rất là đẹp, màu gold. Hình thức máy đẹp còn 90, trên 90% nhé. Bên mình đang bán bạn với giá là 3 triệu đồng đấy ạ. Đây, iPhone 6S Plus nhé. Đây là 6S Plus 16GB bản quốc tế nhé. Thì mình cũng giới thiệu đi qua, xong mình sẽ đi ngủ, mình buồn ngủ quá. Sorry. Đây. Hôm nay nhà mình về được hai con này là con Soli EZ nhé. Đấy, Soli EZ nhà mình còn về được một con màu trắng và một con màu đen này. Đấy, Soli EZ hôm nay nhà mình về được hai cây. Soli EZ này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.500.000. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Hình thức là máy đẹp là trên 90%. Soli EZ này các bạn đi mà các bạn mà đi mưa đi gió rất ok, tại vì Soli EZ này có tính năng chống nước mà. Các bạn đi mưa đi gió rất ok. Nói chung là các bạn không ưu tiên là các bạn thả vào nước nhé các bạn nhé. Đấy, Soli EZ này. RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. Đấy. 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 Mà Soli thì nó mượt lắm đây. Soli mà nó không có, các bạn thoát ra là không có độ trễ đâu nhé. Nhanh mượt lắm. Bạn nào thích sản phẩm Soli EZ này các bạn nhé, hai mình thì sớm nhất nhá. Bên mình đang bán bạn giá là 1.500.000 một con nhé. Một con màu bạc này, con màu gold này. Đấy. À một con màu đen này. Đấy, bên mình đang bán bạn giá 1.500.000 Soli EZ đấy ạ. Đấy, thành lý giá lợn chết cho các bạn luôn nhé. Đấy. Và tiếp đến là con Oppo A37 này. A37 này thì con này thì là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con A37 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là lợn chết là 900.000 nhé. Con A37 này là 900.000 nhé. Các bạn mua về tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc cái em nhỏ rất ok nhé. Con A37 này thì là 900.000 nhé. Đấy. Ôi trời, mệt quá, mình buồn ngủ hôm nay thì mình buồn kinh khủng luôn. Đây. Và tiếp đến là con này là con Redmi gì nhỉ?
con này thì mình cũng chưa chuyển này. Con này là Redmi C2. Con này của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Con Redmi C2 này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.200.000 nhé. Con Redmi C2 này là 1.200.000. Con Redmi C2 này màn hình là hơn 6 inch, pin thì hơn 4000, 2 SIM 2 sóng. Bên mình đang bán bạn với giá là 1.200.000 nhé. Con Redmi C2 này, bạn nào thích sản phẩm Redmi C2 thì bạn nghe mình sớm nhất nhá. Redmi C2 1.200.000 nhé. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Samsung gì nhỉ? Mình sẽ xem là con Samsung gì đây. À, con này là Samsung J6 Plus, con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Con J6 Plus này thì mình sẽ xem cấu hình của nó là bao nhiêu GB. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhá. Đấy, con J6 Plus này, con này bản công ty 2 SIM 2 sóng. Con này thì máy hình thức còn 90%. Con J6 Plus này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, con Samsung này ạ. Máy màu đỏ rất là đẹp đấy. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì cực kỳ là tuyệt vời. Và nào thích sản phẩm gì nhờ Samsung J6 Plus này các bạn hãy mình sớm nhất nhé. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn tất cả sản phẩm bên mình là báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng sản phẩm nào mình các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số 2 số điện thoại mình hoặc là địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng như mình. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhá. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai nhé.